Xin chào các bạn học sinh lớp 3. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn cách viết đoạn văn kể về việc em tiết kiệm thức ăn, nội dung như sau. Ngay từ nhỏ, ông nội đã dạy em đức tính biết tiết kiệm thức ăn. Ông em kể rằng con người từng phải chịu nạn đói. Chính vì vậy, họ hiểu được cần phải tiết kiệm thức ăn. Nhờ những điều ông chỉ bảo nên khi đi ăn nhà hàng, em chỉ lấy một lượng thức ăn vừa đủ. Còn trong bữa cơm nhà em, những thức ăn thừa em sẽ để lại cho vật nuôi. Em sẽ không lãng phí một hạt cơm nào, vì em biết người nông dân đã phải đổ biết bao giọt mồ hôi mới làm ra nó. Tiết kiệm thức ăn là một điều cần thiết. Em rất biết ơn ông nội vì đã dạy em những điều hay lẽ phải. Trên đây, cô vừa hướng dẫn các bạn học sinh lớp 3 cách viết đoạn văn kể về việc em tiết kiệm thức ăn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.